Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Bửu Sơn Kỳ Hương. Tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương, đạo Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương. Chúng con thành tâm đảnh lễ Đức Vua Hùng. Ngài đã tạo dựng đất nước, non sông sơn hà xã tắc. Ngày hôm nay tới ngày giỗ tổ, chúng con không rời được đất Nam để về đất Bắc, để lên núi linh thiêng để hầu ngài. Xin ngài ân xá ân sủng cho tất cả đồng đạo anh em. Có nhiều vị được băng rừng vượt núi, đi xe máy bay tàu để ra đến nơi diện kiến và hậu lễ. Chúng con rất là cũng như bất hiếu, cũng như chúng con không đầy đủ được lực để đi đến với ngài, vì tật nguyền bệnh hoạn già cả nhiều quá. Cho nên hôm nay chúng con xin hội về tại Thiên Cấm Sơn để cung phụng dâng cúng ngài một chút hoa quả. Lễ đàn rất đậm bạc của những con dân nghèo ở miền Tây Độ. Đức Vua Hùng mới, ngài nhìn có phải thế gian này gió căng số. Trời đã vũ sổ rồi, đã thiên lộ bài khai. Cung Vua Hùng nước mắt chảy rứt rơi, nhớ đất nước, nhớ đất đai ấy tạo dừng. Con phải ráng làm sao cho tương xứng, cho rạng ánh sao trời để đứng vững bền tâm, giữ nước non không có sai lầm, không nghiêng ngừa cầu danh mãi quốc. Dù tiền của có chồng có chất, Vua Hiền ơi biến mất thành cho. Ngài tạo ra đất nước và tất cả hoa mọc để dân nó làm để sống rồi tự do tu niệm. Người dân tộc Việt Nam phải âu phải im, phải nhớ lại cội nguồn, dùng kim thép ở bên trong, chặt đi cây đam ta lòng, để chi nó loạn rồi ở trong lòng người. Đức ngài ơi, con xin cầu nguyện đại từ gia ân cho đồng chúng mỗi người nghĩ ra. Tóm thì đất nước sơn nghi hà thương cho dân tộc của ta Nam Đường. Phải kiểm việc coi mình thiếu tình thương hòa nhập lẫn với ma quỷ côn đồ rồi làm sao gặp bậc thánh nhân. Hôm nay sự thế kề gần đến ngày vô tổ, con bâng phân trở về. Cúi đầu lại, con không hề dám cài lại quan trung, lại các vị hiền thần, lại trăm bề xa lại cùng gần, năm non bãi núi từ tầng sang đây. Đức Vua Hùng dưỡng ơi, con dâng lệnh tổ thầy,
con rồi xa danh vọng phúc dây cứu người. Con nguyện với Phật, nguyện với đại từ, nguyện với vua Hùng Vương rạng rỡ hộ người con thanh. Đỉnh chung dân của không dành, làm sao con giữ được nước Nam Thành Việt Nam. Tôn trọng từ miếng đất, miếng nước, miếng cỏ, miếng cây và các loài cầm thú rừa người đầy đức ân. Tại sao con không chịu kể gần? Thầy con đã dạy đạo tư ân nằm lòng. Dạy con phải biết tôn trọng thảo ở bên trong. Đồng bào tổ quốc đó là dòng giống tiên. Hôm nay trước con định lễ cầu nguyện lại vua hiện thực Cú Yên Sơn Hà. Con đắm lị đất nước chưa được cán qua, dân còn nghèo khổ thiết tha mấy phần. Rồi lại bị tới gặp giặc tần, sang qua đặng cướp muôn phần đất đai. Lại cầu vua chúa ngày nay hộ cho dân tộc gái trai hiền lành, để đại lực để đấu tranh thắng giặc. Đừng vì của vì vàng mà mình mất nghĩa mất nhân. Minh triết triết được gần, đâu gì mà sợ chưa giặc tần sáng quá. Từ xưa đến nay đây vậy mà, con xin mà ông mi chứng thứ tha dân lành. Nước Nam Việt, nước Nam Thành Đại Quốc, dù thay phơi chật đất không sờn, tiếng khóc la như thể tiếng đờn giặc phải bị quay về không kịp. Vợ thanh tịnh bây giờ có dịp lệ vua Hùng con kể lại dân nghe. Xuân qua rồi lại tới hè, chuyện lưng lưng chi con sợ e rộn ràng. Dù thế mấy con cũng không đánh tan thần lực khí, để dưỡng nuôi bên trong, để nhìn kỹ xét ra. Ai thay đất nước sang hà, phải mình tôn trọng đừng phụ gia thổi trời. Tôn trọng đất nước, bởi dân ơi, đầu đội quán nặng đức vua trời Hùng Vương. Và mình phải ráng tạo lấy tình thương an lạc quốc, biến mất cái sự run sợ hèn kia đi. Dù thấy chất ra sao, ông cha ta đánh giặc lệ máu trào, không có kiếm không súng nào vật liều, chỉ cây gỗ cây tre mà chịu. Nhưng thắng giặc qua rồi, chút xíu sẽ bình an. Bây giờ được sự an trang, nhờ vua hộ độ nước Nam ban rực trời. Con kính nguyện ngài chứng minh cho tổ quốc được thảnh thơi, cho sơn nghi hà danh đi dở khắp trời như bia. Con thức dậy cánh khuya cầu khẩn, mong người hiền tinh tấn mới thành. Đừng mê nay lời mấy danh, đem thân rồi trải mật chí Hùng Anh Đại Hùng. Như thế đó thì giặc nó mới phục tùng. Mình phải nghiêm nghi lực lĩnh, mình đừng phục
tùng tiền muôn. Xong rồi nghe được tiếng chuông, về chùa tu niệm giải buồn si. Con cú lệ vua Hùng Vương, đại liền từ bi, tha cho Trần Hạ Phương Phi chốn này. Chúng con nữ giới nhân dân lệnh Phật, dân lệnh thầy, con biết nhiều đời nhiều kiếp chuyện xây bây giờ. Con là nam giới tôn thờ, chuyển qua nước Việt hiện giờ, nữ nhân ở đây thiên cầm có thần, có âm linh hộ, rồi có ngài chứng minh. Con trẻ nguyện thà quỷ mình cho hết, đừng để sống còn mà la lết kêu lên. Đôi con cắt nước cây là nên, mình ráng cam chịu đời kệ bến hằng ai. Ráng cam chịu ngắt la cây, hoa quả có ta nhai, đặng lòng mình không hận mà có ngày diệt tha. Cũng nguy đất nước sang hà, do mình tích đi cực hùng ca đại lòng. Xin kính thưa quý vị, anh em chúng ta tuy mặc áo nâu sòng, nhưng cái tâm mình chưa có lột sạch, đừng có trông về trời. Đứng trước vua Hùng ơi hơi, vua Hùng ơi cụ nguy đời mạc được thành thơi trọn lành. Mặc áo rách cũng vẫn đấu tranh, mặc áo nghèo hay là dơ bẩn hôi tanh bên ngoài, bên trong hơn sỏi đá của ngài, như quả thơm ngào ngạt bay bay tung trời khắp ngũ châu rụng rồi nước Việt. Tuy vua ông cha ơi, ông đã viết lại mấy lời, đức vua Hùng là đức vua trời, con xin quỳ lại dậy thời linh tiên. Ở đây là núi non Thiên Cấm Sơn Thuyền, là nơi chỗ chứa người hiền tu tâm. Biết con biết chứ, chừng nào rảnh việc con sẽ trở lại đây giả điếc giả cấm, hay là con trở về bằng hồn tình nhiều năm phản hồi. Cúi đầu lại vua Hùng Vương, vua ơi cố nguy đời mạc tả tới cấp kỳ, nhưng con biết cũng không sao đâu, vì nước Việt anh hùng rất là nghị sĩ, tên không bay đạn không liền mà sĩ đôi kia. Nó sẽ rụng rời hết để nó cách chia hai phần lớn. Nước năm ta không sợ tầng hơn làm chi, bây giờ mắc lệ lắm lý, ta nguyện nhịn đói để ta đi cứu đời. Đừng, đừng vì danh, vì lợi, mình phải chịu tả chịu tới cho quân kia nó khiếp sợ trong cái đời như sao. Việt Nam là đừng anh hào, lúc si rồi lúc thịnh, nhưng ta giàu không nguy. Lại đức vua Hùng nữa, lại đi ba tân, lại chưa nhiều đi rồi ngài cứu cảnh dùm cho. Bây giờ mình được tự do, sao không tu niệm rồi lo trung thành. Cứ tham lam sợ nay giật mây dành, toàn mưu tính kế thì rã bành, nghe chưa. Phép trời tung xuống như mưa, vua Hùng độ hết xóm trưa dân tình. Không cầu nguyện nhưng mà trời nhìn thấy hết, cầu lại cho nhiều mà cái chết đến không hay. Chết vì theo lũ giặc tà tay,
chết vì tiền của rồi phục dây lụa vàng. Còn ta có chết vì xóm làng cũng được, vì cũ dân nè phải tiến bước không hồi. Vì loài người dân tộc người ơi, thà ta nguyện chết, chết không tịnh hồi bởi bừa, chết rạng rỡ sớm trưa đi nôi dâu. Đức vua trời thấy thấu mấy từng mây, bây giờ trời đã chuyển xây, Nam Phương có Phật đủ đầy có tiền. Và thực hiện hôm nay đó, mình bị não, bị phiền, bị cắn, bị quả, phải trả liền không sai. Trả rồi có cánh mình bay, có gương mình nắm chặt, rồi có hai bàn tay sạch ngần, chấp tay lại, lại vua, lại thần, lại thánh. Ở thiên cấm sơn, con lãnh phần đi. Giang nan khốn khổ sự gì, con nguyện lãnh đạo của nguy dân tình. Nói cho đúng, nói đi rồi cầu xin ngài hộ, nói cho minh, nhưng rủi căn số người kia. Không phải lại nhiều mà mình sinh sống mãi không cách chia, vì đường sanh tử vô thường gần gũi lắm. Ngày dỗ tổ ta về đây thấy tỏ âm như một tia vàng, như chiếu gấm trải sang. Dân ơi đừng có cu mang, đừng về tích tịch tình tan ngày buồn. Phải thắng cạnh lên đi, để sáng suốt, để bỏ dư muôn. Đem ý thân mạnh lực, đồ làm buồn hay làm vui, do mình nghĩ càng phối vui. Đêm nay lễ thanh, đồ lại vui cho thần. Bà con về đây đông dữ lắm. Nhưng mà có phú rồi có bần, có ngu có khôn đó. Rồi có tinh tấn nhiễm màu, đông quá vậy để có người cạn, có người sâu. Nếu ai chưa hiểu thì nghe câu thổi nguyền về đi quý vị. Tu chung đi đừng có tu điên, rẽ chia nhân loại rồi kiếm tiền làm chi. Sớm chiều cất giữ lâm ly rồi nó cũng mất, kể chi không còn. Ta làm cho có tặng phong tất cả bà con, chia nhau mà sống, đó là một hòn đá trong. Thấy chưa, vô quá đại long tạo dựng đất nước thanh trong đồng bào. Nay còn gì nữa mà không tu tâm dưỡng tánh, cái miệng bào hao cũng ít nhiều hỏi rồi rau cùng đường. Hôm nay tất cả các vị nào về để lễ cúng tổ vua Hùng Vương, về đi sửa đổi muôn nghi đường, nghe hồn chớ không mất xác bay hồn, không còn tồn tại do đức chí tôn phạt trừng thôi. Kính chúc bà con anh em lễ tổ được vui mừng, thấy mình người Việt được hưng thịnh rồi. Ráng cố gắng dung bồi đất nước, nói năng kìa mực thước ngay văn. Bỏ thói quen nay cọc mây cần thù giới hận, đó là mây văn tâm tôi. Sáng rạng lên đi, dù đói mình bẻ là cây nhai đó. Đừng bất thối, thì Phật ở nơi nào cũng minh chứng hiền lương. Còn ta ý lại nhiễu nhương, đem vào đem có lên Tây Phương cũng vàng không được đâu. Mình ở trong đất nước mà nặng rồi lại xấu. Tạ ơn tổ quốc chung đầu lo nhau. Hôm nay thì thầy cũng xin kính chúc lành hết tất cả bà con rất đông về Thiên Cấm Sơn chúng ta, để dành riêng một ít
để về đây nhớ dỗ tổ Hùng Vương, thì bần sĩ vô danh xin kể chuyện và xin cầu nguyện đức vua Hùng như sau: thì tất cả chốn lãnh vực này sẽ biến thành một núi lớn để thờ ngài ở nơi miền đất nước, độc đất nước. Xin kính thưa quý vị, thầy mình có dạy bốn ân: ân đất nước, ân đồng bào, tổ tiên tam bảo. Nhưng mà mình có thọ, mình có lãnh, mình có nhận được cái đó hay không? Giờ xin tất cả các quý vị cũng không muốn bỏ đâu, nhưng mà cái không muốn đó đó nó bị án tiền, ganh ghét, thù hận, muốn cao muốn thấp, muốn có nhiều tranh chấp với nhau nó mới án mất. Còn nếu mà trống lỏng rồi nó sáng như mặt trăng. Quý vị muốn gì được nấy, gì trong ta có Phật, có Đức Ngài, có thần, có thánh, có núi, có biển, có rừng, hết tất cả ở trong ta hết. Nếu mà ta được thành thật rồi thì sự biến hóa đó nó sẽ xuất hiện. Ta biết hết núi, biết hết rừng, biết nhân loại, biết tổ quốc đất nước của ta, biết hiếu thảo cha mẹ như sao. Còn việc tiền với bạc có được tốt, chúng ta cũng nhờ chứ. Nhưng mà đừng để nó đô hộ mình, đấm lị nhiều quá, mình sẽ mất mát. Mất mình là mất nước đó quý vị. Mình làm xấu là đất nước mình sẽ bị lem dơ, mình làm tốt đất nước mình đã phùng thịnh, được tiếng vang như hoa thơm nở khắp tất cả vậy. Một đống hoa, quý vị làm tốt, quý vị hiên ngang, dù quý vị đi đất nước nào cũng vậy hết, một vị này ai cũng tùng phục. Đó là Việt Nam đem một lợi ích, đem cái tốt đẹp, đem cái trung can, đem cái rất là không lường được, thì ai cũng kính phục mình. Nước nào cũng vậy, cũng là người, cũng yêu thương, cũng mến phúc, cũng giành giật, cũng tranh đấu, cũng thù hiềm đó. Xin kính thưa quý vị, thôi bần sĩ vô danh xin kính chúc lành quý vị và cúi đầu tạ lễ vua Hùng Vương ngày kỷ niệm dỗ tổ ngài. Nam mô A Di Đà Phật, và xin kính nguyện năm non bảy núi Thiên Cấm Sơn ông chứng minh, và đèo Di Lạc chứng minh, Bồ Tát Quan Thế Âm chứng minh, và tất cả các vị thần rừng chứng minh, chư thần chư vị sơn thần chứng minh cho tất cả đồng đạo hôm nay được trở về cúng đức ngài, về sẽ làm cách nào tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, do mình tìm thuốc để chữa bệnh mình, sửa đổi xấu thành tốt, sửa đổi dữ thành hiền, sửa đổi dữ cao, sửa đổi lại trung minh bình đẳng. Đừng vội vàng nghĩ gì hết, quý vị sẽ bị lì vào bệnh, quý vị sẽ chết. Còn bằng không, chúng ta có chết cũng đó là đầy đủ đức hạnh, đầy đủ đức độ, và chúng ta sẽ được ân trên ban phước lành để chúng ta bỏ dục thể này, để chúng ta đi về nơi Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật.